Mở Facebook ra coi đi. Như vậy mà con định đi đâu? Bà, con phải qua Thái Lan gấp. Cái gì? Đi Thái Lan giờ này hả? Nói chung mà nói thì vậy, con khùng rồi, không đi đâu hết. Con à, nghe lời ba đi, sáng mai rồi làm gì thì làm. Con phải đi, con phải đi. Nếu mà ba mẹ cản con đi chết liền á. Thư, Thư à, chuyện gì cũng phải bình tĩnh mới giải quyết được chứ. Nhưng con không bình tĩnh được, con không bình tĩnh được, con muốn chết. Thư, Thư, mẹ xin con đừng làm chuyện dại dột mà. Trời ơi, làm sao mà nó có chuyện này. Em sao vậy? Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi. Mẹ ơi, con xin lỗi, con không chết nữa. Em nghe rồi đó. Mẹ ơi. Nó không chết được đâu. Mẹ ơi. Ngày mai cậu thu xếp công việc, giao cho Tuấn giải quyết, rồi đi với nó giùm tôi. Tự nhiên là thành bảo mẫu như vậy. Thiệt tình. Anh xuống rồi đó hả? Chờ chút em đem đồ ăn ra liền. Ủa con bảy chị chín đâu mà bữa nay em phải vô bếp vậy? Trời ơi, một người xin về quê cất nhà, còn một người nóng sốt sổ mũi gì mới xin đi bác sĩ rồi. Em không vô bếp chắc anh nấu ha. Thôi ăn đi nè. Còn con Thư, nó dậy chưa? Chắc chưa đâu anh, vẫn còn đang ngủ á. Thôi để nó ngủ đi, sáng nay thức dậy là quên hết đó mà. Trời ơi Thư. Con ngồi xuống đây. Ngồi xuống đi con. Thư, cứ khóc suốt vậy sao con? Cậu Mạnh chưa tới, con ngủ thêm một chút nữa đi. Không cần anh Mạnh, con cũng tự ra sân bay được mà. Vậy con vẫn quyết đi Thái Lan à? Cả đêm hôm qua con đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu mà con không giải quyết chuyện này cho dứt điểm thì mọi chuyện cứ lằng nhằng hoài. Với lại con muốn anh ta phải biết là đừng có nên qua mặt con bất cứ chuyện gì hết. Vậy là con quyết định đi Thái Lan để gặp thằng Tùng Lâm hả? Chắc là cậu Mạnh tới đó. Bây giờ con ở đây nói chuyện với ba đi. Mẹ ra đón cậu Mạnh vô rồi mình tính nha. Vậy con ngồi xuống đây đi, để ba nói chuyện với con. Nó nhất định đòi đi Thái Lan liền bây giờ. Cậu có cách gì giúp tôi ngăn nó lại không?
Dạ, cháu nghĩ có một cách, nhưng mà không biết có nên áp dụng không. Cách gì vậy? Con nghĩ lại coi, con có đáng phải nhọc lòng vì cái thằng phụ bạc đó không? Con cần phải chứng tỏ là mình đứng trên nó chứ. Bà không hiểu gì hết. Con muốn gặp trực tiếp anh ta để chửi thẳng một trận cho hả giận, để sau đó cho mọi người biết bộ mặt sở khanh của hắn chứ. Mà thôi đi ba. Nói chung mà nói á, thì ba đừng có cản con nữa. Con quyết rồi. Dạ, cháu chào chú. Ừ. Chào Thư. Anh đưa tôi ra sân bay nhanh lên. Kìa Thư, để cho cậu ấy ngồi uống ly nước đã. Dạ không sao đâu chú, cháu đưa Thư đi ngay được à. Ừ, con Thư đã quyết định như vậy rồi, cậu đưa nó ra sân bay giùm tôi nha. Dạ, cô chú cứ yên tâm, cháu sẽ hoàn thành nhiệm vụ đã được giao ạ. Ờ, đồ của Thư đâu, để tôi mang. Chỉ có vậy thôi, tới đâu mua tới đó. Mẹ, ở nhà chuyển vào tài khoản con ít tiền nha. Đi thôi. Ờ, hộ chiếu của Thư đâu? Đưa đây tôi cầm luôn, để lát làm thủ tục cho nhanh, Thư khỏi mệt. Ờ hả. Ủa đâu rồi ta? Tôi nhớ là hôm qua tôi đưa hộ chiếu cho anh ở sân bay rồi mà. Ờ, đúng rồi. Nhưng mà hôm qua khi về tới đây tôi đã trả lại cho Thư rồi mà. Đâu, Thư tìm lại thử coi. Hả? Giấy tờ quan trọng như vậy đó mà bà đâu quăng đó, hết biết à. Nói chung mà nói thì dạ, thưa chú. Sao rồi, thấy không con? Không, con không thấy. Con để đâu rồi sao con không nhớ gì hết? Yên tâm, nó đang như vậy, đố nó biết là nó có đưa cậu hay không, làm sao nhớ nổi. Bây giờ mình kể như cứ để nó nghĩ là nó làm rớt đâu đó cũng được ha. Không có hộ chiếu thì nó đi đâu được mà đi chứ. Cậu vậy mà hay lắm. Thôi bây giờ cậu cứ về công ty đi ha. Bữa nay tôi không vô văn phòng đâu, mọi chuyện cậu cứ tự xử lý vậy nha. Dạ thôi con chào chú, con đi đây. Ừ. Chết rồi, như vậy chắc phải đi trễ hết 2-3 chuyến mất rồi.